À, chúng ta hàng ngày dùng phương pháp nhớ Phật, niệm Phật, lễ Phật. Đây là một phương pháp hay để mà tăng phước báo, tiêu nghiệp chướng. Vì nhớ là con người chúng ta thường niệm Phật thì niệm cũng nhiều, nhưng mà buông ra là mình bị tác động để thường nói lỗi người khác. Đây là chỗ để mắc duyên phước của mình. Đi tu nhưng mà bị đổ hết quý vị. Nên chúng ta bây giờ thường nhắc nhau cái việc mà nên thường xuyên niệm Phật. Mà thường xuyên niệm Phật thì nhắc nhở mình là không có đi nói lỗi người khác. Dù là tập trung tu đó, nhưng mà khi mình tu xong rồi mình sẽ ngồi lại, mình lo chuyện người này gì, chuyện người kia nọ, cái mình nói. Mình nói giết rồi duyên phước mình mất tiêu hết chưa. Nên những đức thấy quý vị khi lâu lâu tập trung lại tu một chỗ, giống như nhóm của Quảng Quý Phú Yên ha, đông vậy đó. Xong cái mình chỉ nhau cái room để mình tu. Khi chánh duyên bớt, ở nhà một hai người tu xong cái lo công việc, cái làm công việc gì cũng niệm Phật vậy mà đỡ tối đa cái chuyện lo chuyện người này người kia ra nói nghe quý vị. Cẩn thận á, thì mình cũng bỏ công ra niệm Phật lễ Phật dữ lắm, nhưng mà buông ra cái là cái nghiệp chướng của mình là nó thích nói lỗi người khác, mà nhất là đi đến chỗ đông người, chỗ mà có nhiều người là mình càng dễ nói nữa. Mà thường mình nhìn thấy lỗi người mà mình không thấy tốt, tại vì cái nghiệp chướng của mình là nó nhìn lỗi người khác hay lắm. Nên mắc duyên mắc phước hết chưa. Nên là Hòa Thượng Không có một câu nói rất là hay: sống trong thế giới biết ơn. Bạn hãy biết ơn những người chửi mắng bạn vì họ giúp cho bạn tiêu trừ nghiệp chướng. Nên mình mà được nhắc nhở câu này cái mình nhớ một chút, nhưng mà khi người ta chửi mình tức mình chửi lại. Cái chuyện cảm ơn nó mất tiêu không có dễ quý vị. Nói thì mình nói ngon chứ người ta chửi mình được, có khi mình chửi lại á. Nhưng mà Hòa Thượng Không thì nói câu là cảm ơn họ vì họ giúp mình tiêu trừ nghiệp chướng. Mà muốn làm được điều đó là cái tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc phải cho mạnh. Cái tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh. Mình mà thường mà mình làm gì được một chút, hoặc giúp ai được một chút là mình nghĩ mình có công mà. Chỉ cần đụng tới mình nói mình cái là bản thân mình đã bực bội khó chịu. Nên từ nơi đó mà cái tâm bực bội khó chịu đó nó sanh cái tâm kiêu ngạo, ngã mạn, là tự nhiên mắc duyên phước hết trơn. Nên tu thì cũng tu dữ lắm, khi tu ngày tu đêm không có giỡn đâu. Mà tu xong rồi bắt đầu là mình ngồi tụm ba tụm bảy lại, mình nói chuyện của ông ba xóm trên, bà ba xóm dưới, tùm lum la. Nó cái này là cái bệnh chung của chúng ta ghê lắm nghe quý vị, hết sức là cẩn thận. Nó mắc sạch hết trơn. Chứ mình cũng niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, tại sao nó chưa giảng sanh? Cũng do nói lỗi người ta mà không giảng sanh á. Rồi bực bội không tha thứ cho người, sân si, đủ chuyện, cho nên tu nhiều đổ mất tiêu hết. Chứ nếu như mà mình lo niệm Phật mà quyết tâm cầu sanh cực lạc là mình về cực lạc mất tiêu rồi. Thấy không? Nó quý vị biết rằng là có khi người ta nói lỗi người khác mà nói nhỏ nhỏ nha, mình cũng cố gắng mình không ngủ, mình lắng lỗ tai mình nghe coi nói ai. Hồi đó mà phòng ở mà nó cách tường á, gì đó mà nhiều bà đưa lỗ tai bà sát cái tường bà nghe, bà nghe thử coi bên đó nói cái gì bên đó. Nó hồi đó mà chỉ ở chùa mà đông đông quý vị, có khi mấy bà tầm ba tầm bảy bà ngồi bà nói chuyện này chuyện kia, có nhiều bà chạy luôn, nói gì bạn xen, nói gì nói cho nghe chứ coi, thấy chưa. Nên con người mình nó kinh lắm quý vị. Mình đó là mình niệm Phật đồ, mình tu đồ, mình nói sanh, mình hỏi cái muốn sanh cực lạc không là đưa tay đồ lên ghê lắm nghe. Nhưng mà khi mà nó đụng cái chuyện mà nói cái này người kia là mình có ké cũng dữ dội lắm đó. Nên những đức nói rằng là có cái room này quý vị tu tại nhà bị đỡ biết nhiều chuyện nói đúng không. Tu tại nhà vậy nó thấy vậy đó, mà tu nhiêu giữ được cũng nhiều đó nghe quý vị. Tại vì nó không có cái người nào nhiều để mà nó nói với mình. Mà xong rồi cái mình lên mình bấm điện thoại mình đi kiếm chuyện, mình coi cái này
cái chuyện gì không, cái ai nói ai gì không. Nó, người mình nó ngộ vậy nghe quý vị, mình kiếm mấy cái chuyện này chuyện kia để mình nghe xong rồi bắt đầu là mình mới nhắn tin cho bạn đồng tu. À, bữa nay chị có nghe cái tin tức đó không? À, tin tức đó thằng đó nói thằng đó vậy đó. À, bạn nghe không? Nghe thử coi, bây giờ coi đi, ghê lắm, nó thấy chưa? Nó bây giờ chiếc điện thoại thì nó cũng lợi ích lắm, nhưng mà cũng cái chiếc điện thoại nó cũng là cái sợi dây mà giúp cho mình đi nhiều chuyện, nó chứ không phải chuyện dẫn chơi nghe quý vị. Nó nên những cái điều này nè, khi mình nghe nó trúng nhiều người lắm, nên mình bây giờ mình đưa lên kế hoạch tu tập cho mình, đó là mỗi ngày niệm Phật lễ Phật tu tập, giảm tối đa những nghe thấy biết đi, giảm tối đa đi. Quý vị thấy cái quả địa cầu thì kiếp nạn nhiều khổ chưa, chưa có nghĩa là khổ không chịu nổi rồi đó nha. Mình bây giờ mà mình mà còn đi nói này nói kia mà châm chích người này người nọ, không lẽ muốn cho cái quả địa cầu này nó tan nát sao, đúng không? Quá khổ rồi. Bây giờ mà mình lại có được phương pháp tu tại nhà như Đức nói giờ này thôi, mà tu số lượng cũng rất là đông người ta tu. Như hồi 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 sáng mình cũng tu ngày Chủ nhật thì biết rất là đông. Nó giống như cái đoàn của quản quý còn ở lại vậy nè. Thấy cũng còn đông tu tập nè. Nha. Nhiều đoàn rồi chắc đi về hết rồi. Giờ này thì một hai người đều rén. Mà nhìn có nhiều đứa nít công nhận cái đầu trời không chung mình nghe. Nó cái thằng bé Thiên Phú nè. Của lễ Phật đồ cũng ngon lành, anh nó xíu xíu chứ. Bấm điện thoại đồ ngon, bấm điện thoại sao còn giỏi như Đức. Điện thoại đồ dữ dội quá chứ. Nãy thấy anh bưng ly nước định anh chuẩn bị anh uống em. Lên tay anh quẹt qua một cái trở lại màn hình chắc. Anh uống xong rồi cái anh quẹt lại ảnh. Thấy chưa? Nó xíu xíu chứ. Anh Diệu thông minh giỏi dữ chứ giỡn đâu. Nó trên kia thì có bé Linh. Anh ta tu sáng nay cũng mấy thờ đó nghe. Nó mấy tuổi rồi tu mấy thờ đó. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng đúng là cái nhân duyên đặc biệt. Nên ông bà cha mẹ đồ mà biết tu tập dẫn con cháu theo gieo cái nhân này cho các cháu. Cái nhân này có khi còn hơn của cải vật chất. Nó có nhiều người mình ở đây nè. Mà mình biết tu bây giờ cũng do cái nhân lúc còn nhỏ mà mình đi được tiếp nhận Phật pháp đồ này kia đó mà nó hình thành bây giờ bản thân chúng ta lại biết niệm Phật biết tu hành. Nó giống như Quảng Minh đồ đó. Bé gái nhỏ nhỏ rồi nó tu với mẹ hay bà vậy đó. Nên từ nơi đó mà nít 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 mà nó vô lễ Phật chút cái xong thờ. Nên những Đức nói rằng là cái thời khóa tu này ai vô cũng tu được. Rảnh là cứ vô tu, rảnh là vô tu. Nhưng mà Thanh Ngô đồ mai đồ thấy không? Mai đồ một chút cái đầu phá vô với lễ Phật 40 phút đặc biệt vô cùng. Phải lễ Phật nó mới tích năng lượng. Vì biết rằng hồ cấp những Đức chia sẻ Phật pháp không á, mà những Đức không có lên công phu nhiều đấy vì cái bụng như Đức bự lắm quý vị. Cũng 75 kg 76 kg mà bụng bự dữ lắm. Vậy mà bây giờ chưa được 2 tháng nha, nên Đức dùng pháp lễ Phật nha quý vị. Mà cái bụng như Đức hồi đó ví dụ như 10 phần đi. Mà lễ Phật chưa được 2 tháng mà bây giờ cái bụng còn có chắc khoảng 6 phần đó quý vị. 5 6 phần thôi. Nó xuống đến mức gì đó quý vị. Công nhận thì cái phương pháp lễ Phật này hay thiệt. Nên những Đức nói rằng là quý vị mà nhất là phái nữ nha. Dùng phương pháp lễ Phật này những Đức nó bảo đảm. Quý vị mà siêng lễ Phật là cái bụng quý vị không bao giờ bự, chắc chắn luôn. Cái bụng như Đức nó bự cỡ nào vậy mà lễ Phật cái bụng nó xuống quá trời luôn quý vị. Rồi, nó xuống gì đâu mà 10 phần mà mới đây mà nó xuống 3 4 phần cái bụng rồi đó. Hồi đó quý vị thấy như Đức bận áo chàng nó đội cái bụng bự ra luôn mà. Vì mà bây giờ cái bụng nó mất tiêu luôn nè. Mà hồi đó cái da bụng nghe dịnh vô gì cái là nó gì luôn nè. Nó mở á quý vị. Mà bây giờ dịnh vô nó xuống gì nè. Nghĩa là lễ Phật đúng là rõ ràng nó tan mỡ bụng quý vị ơi. Nó công nhận cái môn lễ Phật này hay thiệt. Nên Diệu Đức nói các cô nghe, mà các cô mà lễ Phật nghe. Diệu Đức nói thật sự các cô mà lễ Phật với cái người sáng sủa nè, đẹp nè, dáng dốc đẹp. Chắc chắn luôn, cái môn lễ Phật này hay gì đó. Phải tin luôn. Đây là chưa được 2 tháng đó. Mà cái cách này là cái cách mà gọi là tự nhiên luôn nè. Nó nên làm cái gì bỏ cái thời gian một chút. Mai đồ bỏ cái thời gian 40 phút lễ Phật.
không đơn, nó không đơn giản đó quý vị. Khi lễ vật nó tính năng lượng nghe quý vị, lễ vật rồi nó vui, con người mình nó có một cái tâm khoan dung tha thứ, mà quý vị ở nhà một mình nó không buồn nghe, nó không buồn đó. Cái môn pháp lễ vật này mình tu xong mình tích cái năng lượng sao đâu á, nó không có buồn. Mà ở nhà mà không lễ vật, ở nhà một mình không lễ vật nó sợ ma. Kỳ cục vậy đó. Ở nhà một mình đâu mà mình không tu là nó sợ ma, nó dọ mình nó bậy bạ không. Còn nếu mà quý vị lễ vật đi, con người khỏe nè, đầu óc sáng suốt tỉnh táo. Tính ra hôm qua tới giờ coi một ngày một đêm 24 tiếng, ngày nay nữa 12 tiếng nữa là 36 tiếng. 36 tiếng những đứa ngủ 2 tiếng, có 2 tiếng là 34 tiếng thức đó quý vị. Nhưng nguyên ngày hôm qua hồi tối, nguyên đêm này kia, nguyên buổi trưa hôm qua đâu ngủ đâu, nguyên đêm ngủ có 2 tiếng đồng hồ. Rồi ngày nay đâu ngủ trưa vậy đâu, từ ở dưới kia chạy về đây một cái nữa lên tu luôn. Rồi là tới từ đây tới 6 giờ là thêm ngày nay nữa, thì 36 tiếng đồng hồ, ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Mà nếu mà không lễ vật, những đức nó đơ liền ha. Không lễ vật là đơ liền. Công nhận cái cách lễ vật này tích tụ năng lượng đặc biệt thiệt. Mệt thì mệt nha, lễ vật một phát thôi hết bệnh liền. Công nhận là hay thiệt. 100% quý vị thử thí nghiệm thử đi. Quý vị tưởng đâu là nằm ngủ cái nó khỏe ha. Chưa chắc lễ vật xong nó tỉnh liền. Con người nó hừng hực cái tâm vậy đó. Như quý vị thấy những đức mà lúc mà tu xong mà 1 giờ mấy, cái giờ đó mà chia sẻ Phật pháp, quý vị nghĩ như sao à? Cái giờ nó ngủ chết mù sao chia sẻ Phật pháp gì mà như đức nói chuyện nó hừng hực. Nó ma quỷ gì vỗ tay sùm. Quý vị nghĩ cái giờ đó là cái giờ mà quỷ mà quý vị, giờ quỷ đạo xuất hiện mà. Và Thượng Công thì nói từ 10 giờ cho tới 2 giờ khuya là giờ đó là giờ cảnh giới quỷ đạo, giống như họp chợ đông đến mức như vậy đó. Mà cái giờ đó mới bị biết mà chịu mà yếu đi, tu xong mà nó ngủ gà sao chỉ sao Phật pháp. Chị mới bị thấy mà 12 giờ khuya những đứa tu xong, những đứa nói chuyện Phật pháp nó hừng hực, quý vị thấy kinh khủng không, làm cho người khác tỉnh hết trơn luôn á. Thì quý vị thấy rõ ràng không ngủ ngay sáng tiếp tục tu nữa, đúng là phương pháp niệm Phật lễ Phật này tích năng lượng cao thiệt, quá hay. Những đức nói nếu như quý vị mà niệm Phật lễ Phật này bị làm ăn cái gì nghe, sáng vì tu thờ đi, có thời gian vì cái lễ Phật niệm Phật rồi đi, những đức nói bảo đảm cái công việc làm ăn của quý vị không có tệ đâu. Tại vì con người quý vị nó khoan dung tha thứ, nó vui vẻ, nó hoan hỷ, con người nó tích năng lượng nó mới tha thứ nghe quý vị. Con người mà không tích năng lượng nó sân si dữ lắm. Những đức nói quý vị có những người mình nghe quý vị, dù là mình giàu nhưng mà mình không có sang. Ta nói câu giàu sang, mà mình giàu nó không sang. Nó có một cái chú này ông lão nói chuyện, Đức nói là có cái nhà kế nhà ông, cái gia đình này giàu thiệt là giàu, giàu dữ lắm. Mà nhìn cái ông này, ông lam lũ đừng nói, đâu dép ông còn không mang. Mình mãi lúc nào cũng bùng sình dơ giấy rồi bằng đồ cũ không. Mà ông giàu thiệt là giàu, mà ông keo thiệt là keo luôn. Mà ông sân si, đừng có nói ai hỏi tới ông là ông chữ. Giống như ông lo chuyện làm ăn giết mà ông hết năng lượng, không ai hỏi ông là ông chữ. Không biết trong nhà mình có người này hay không nha. Hỏi họ là họ chữ. Nó nói chuyện với họ là họ sân si. Thấy ghê không? Người này là cái loại người hết năng lượng. Hết năng lượng. Thì cái chú này ông nói rằng là ông giàu thiệt giàu, ông không dám ăn xài gì, ông không có bao giờ ăn xài, ông còn không dám bố thí cúng dường, sao ông dám. Vậy mà cuối cùng sự nghiệp gia đình của ổng nghe, tự nhiên nó tan hoang mất sạch hết trơn luôn. Quý vị thấy không? Nên không biết tu hành rồi con người nó hết năng lượng, nó sân si, nó khó chịu, nó bực dọc. Dù cho mình có giàu mình có không sang đó quý vị. Con người những quý vị mà chịu mà biết niệm Phật lễ Phật đi, cái tâm vì nó mở rộng ra. Người vì lúc nào cũng vui chứ nghe. Đa phần lúc nào mình cũng vui chứ nghe. Chính những đức thấy rằng là một tháng mấy, 2 tháng nay là những đức niệm Phật lễ Phật tu suốt quý vị luôn á. Những đức mới thấy đúng là cái cách niệm Phật lễ Phật này hay thiệt. Nên những đức nói quý vị mà buồn đồ, không vừa lòng người khác, vì niệm Phật lễ Phật một thời là hết liền. Nó nên những đức nó làm gì làm, dành thời gian vô tu đi. Có 40 phút lễ một chút xíu là xong. Vừa phá cái tâm làm biến, cái mình nói có 40 phút rồi mình ơi, lễ đi. Mình nói với mình nè, chuẩn bị làm biến, mình nói có 40 phút rồi mình ơi, lễ đi. Còn giờ lên tu, mình
cái tâm làm biếng nói có một tiếng rồi mày ơi, vô tu đi là xong. Vì đó mà làm cho bị quen, quen rồi tự nhiên không làm biếng nữa. Nhưng mà chỉ cần mình nói hồi tu mà mấy thờ, hồi tối tu 12 giờ phi, hồi sáng này ngủ luôn đi, cái tâm mình vừa nói gì mình ngủ là mai mốt nó quen luôn, nó quen cái tính nó luôn vậy đó. À, mình tuyệt đối phải duy trì. Nhà Đức ở dưới kia, nhà Đức chạy về đây vậy mà tới giờ Đức vô tu luôn. Mà vô tu thờ nó hừng hực cái tâm nè, thấy chưa, rõ ràng chưa? Nên từ nơi đó phải siêng năng nha quý vị. Cái thành công đa phần là phải siêng năng. Nó mình phải tạo cái mình cầm theo được. Niệm Phật lễ Phật là một phương pháp cực kỳ hay. Bây giờ tại gia đình luôn áp dụng đi, siêng năng. Rồi những đức tu chung với vị gì nữa mà không tu nó thôi vừa tội rồi đó. Mỗi ngày những đức tu chung luôn rồi. Quý vị coi có ai mà đưa ra phương pháp tu mà tu chung với vị xuyên suốt không? Ít lắm. Chắc chắn vị rất là ít. Nên bây giờ những đức tu suốt với vị luôn. Ngày cứ năm thờ. Suốt luôn vậy đó. Còn thứ bảy rồi thêm á. Thờ 12 giờ khuya nữa. Nó vô tu ngày cái đêm thứ bảy. Không mà thứ bảy thường tu thường người ta nhắn tin ta nói nghe. Có những người tu xong tối nằm ngủ cái có những cái tiếng kêu đến nói rằng là cảm ơn. Ghê không? Không đơn giản. Cái giờ đó tu làm như người ta được lợi ích, ta cảm ơn mình. Cảm ơn đó quý vị ơi. Nó nên trong gia đình mình mà niệm Phật lễ Phật gì, những đức nói rằng là củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình từ từ siêu thoát hết. Nhất là tại cái gia đình này. Với những đức nói với vị nghe là đỡ tối đa cái chuyện thị phi ngồi lại với nhau. Nên nhóm cẩn thận. Coi chừng trong cái nhóm đó có người khai đề thị phi quý vị. Mấy bà khai ra đề ra một cái là mình tập trung làm thị phi. Rồi là nguyên thờ tu mình mắc sạch nhất. Nên từ nơi đó hết sức cẩn thận. Nhất là nhóm đông đông mà tập trung xong ăn cơm á quý vị. Ăn cơm xong là ngồi chung chung ưa nói. Đó là cái thị phi là nguy hiểm lắm. Nên những đức tu xong nói chuyện viên chút. Phương pháp niệm Phật lễ Phật này rất là hay. Mọi người chúng ta nên siêng năng. Để mà mình tu tập để đời này mình về thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.